hãy cùng nhà đẹp Bắc Giang khám phá thị trấn Nhã Nam. Nhã Nam là một thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Thị trấn Nhã Nam có tổng diện tích đất tự nhiên 127,16 ha, dân số 3.217 người với trên 800 hộ nằm ở 6 tổ dân phố. Là phủ Yên Thế xưa, thị trấn có đường tỉnh lộ 398, Bắc Giang đi Yên Thế, tỉnh lộ 294 Phú Bình đi kép chạy qua. Cơ cấu kinh tế mang đậm nét đô thị với những ngành nghề sản xuất kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Tuy nhiên đất nông nghiệp còn chiếm 50%, địa hình tương đối bằng phẳng, cốt cao độ phổ biến ở mức cộng 15,00, cộng 17,00, cao nhất ở phía nam có đồi chùa có độ cao cộng 25,00. Khí hậu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, có nền nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình hàng năm là 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất tháng 6 là 39 độ C, nhiệt độ thấp nhất tháng 12 là 8,2 độ C. Trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2010-2015, thị trấn Nhã Nam đã đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển và chuyển đích cơ cấu kinh tế theo hướng thương nghiệp dịch vụ 40%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 40%, nông nghiệp 20%, trọng điểm tập trung khai thác thế mạnh của địa phương là tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải hàng hóa, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đến năm 2010, 10% năm, đến năm 2015, 12% năm. Về lịch sử văn hóa, ngoài địa danh phủ Yên Thế gắn với cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám, địa phương còn có quần thể di tích đồi phủ, chùa Nam Thiên được xây dựng từ năm 1822, nơi đây tự hào đã chứng kiến và diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trong thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Sự kiện ngày 17 tháng 7 năm 1945, Nhã Nam là một trong những nơi giành chính quyền nhanh, sớm nhất và ít tổn thất nhất trong phong trào giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Cuối năm 1945, chùa là nơi tiếp nhận hũ gạo cứu đói và tuần lễ vàng của nhân dân trong vùng để ủng hộ chính quyền. Nơi đây có lễ hội đình phố, chùa Nam Thiên được tổ chức vào ngày 08 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Cảm ơn bạn đã theo dõi thông tin từ Nhà Đẹp Bắc Giang. Hãy nhấn thích và chia sẻ thông tin này đến mọi người.